Hi, xin chào quý vị và các bạn, mình là Sơn Ngoan Tây Bắc. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một cái không khí rất là vui. Không khí cảnh quan rất trong lành như quý vị đang xem. Hôm nay bà con người dân tộc Sinh Mun tại trên Tây Bắc có một cái công việc công cụ để đập lúa rất là thô sơ. Đó là sử dụng cây bằng một cái đoạn tre nhỏ cùng với một cái bàn gỗ được chế để đập những hạt thóc ra. Và sau đây mời các bạn cùng xem mình chia sẻ qua cái video dưới đây nhé.
Chồng đi lương sao mà không ra đập em? Chồng đi lương à? Cũng nhạy nhạy đập mấy phát thêm nó rụng hết nhỉ. Cái này nó ngả hết rồi đây à? Lúa nó ngả hết nhiều nhỉ, bên kia kìa. Chín vàng hết rồi. Cái bà kia đang ăn. Bà kia đang ăn.